Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên mình xuất hiện trên YouTube channel của mình nên là mình thực sự rất là xấu hổ. Nhưng mà thôi, ngày đó cũng phải đến, là mình cũng phải xuất hiện trên camera thôi. Thì mình đang nghĩ về cái vấn đề là mình sẽ làm YouTube về cái gì. Thì mình cũng chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng mà mình muốn kể về cuộc sống của mình tại Canada. Hiện tại thì mình đang làm du học sinh, đã sống và làm việc ở Canada được hơn 3 năm rồi. Là mình muốn kể lại cái hành trình của mình với các bạn. Có thể là nó sẽ giúp ích cho các bạn một xíu, nhưng mà mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình, những cái tâm sự mỏng của mình có thể giúp đỡ các bạn trong con đường đi du học chẳng hạn. Thì cái viết đầu tiên này có lẽ là mình sẽ kể về lý do tại sao ngày xưa mình lại đi du học. Mình nghĩ là câu chuyện này có vẻ nó sẽ rất là buồn một chút, nhưng mà hy vọng các bạn sẽ suy nghĩ nó với một cái hướng tích cực. Và mình mong rằng là các bạn sẽ không có những cái comment xấu ấy về bất kỳ ai trong cái câu chuyện này. Mình bắt đầu có ý định du học vào cuối năm 2016, tức là hơn 4 năm trước. Mình là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngày xưa ấy, mình không có ý định đi du học Canada đâu. Mình định là năm 3 học xong bên ngoại thương, năm 4 mình sẽ sang Úc. Tức là trường ngoại thương có rất nhiều chương trình học thạc sĩ kết hợp một năm giữa ngoại thương với lại một năm với một trường nào đó ở Úc. Thì mình cũng định là như thế rồi. Nhưng mà câu chuyện đó lại là mình đã yêu một anh ở Hà Nội vào năm cuối Đại học Ngoại thương. Thực sự anh ấy rất là tốt với mình. Mình phải khẳng định đấy là người đầu tiên dạy mình từng ly từng tí những cái rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống. Các bạn hiểu là mình ở, ví dụ mình ở Hà Nội một mình đi, thì anh ấy dạy mình là dạy mình đi xe máy là một, tại mình rất rất là sợ đi xe máy, dạy mình sửa ống bơm nước, sửa điện, tức là bản chất là mình biết làm tất cả mọi thứ. Thì mình rất là yêu anh này. Anh ấy sau khoảng 8-9 tháng yêu nhau gì đó thì anh có dẫn mình về ra mắt bố mẹ. Và mình cứ nghĩ là người ta thích mình cơ. Tại vì là thực ra mình cũng là một đứa rất là ngoan ngoãn, lễ phép. Ngoại hình thì không phải là xuất sắc nhưng mà cũng ở mức trung bình. Biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nói chung là mình chỉ hơi ngông một tí thôi. Tức là bản thân mình không thích nghe lời ai cả. Thì ok, cái tính đấy mẹ mình gọi là ngang ngạnh, ngang bướng. Nhưng mà lần đầu tiên về nhà ra mắt gia đình người yêu mà, mình cũng đâu có thể hiện cái gì đâu, đúng không? Mình cũng rất là ngoan, dạ vâng. Nhưng mà sau đó một vài ngày thì gia đình anh ấy có nhắn tin với mình, nói là mong muốn là mình với người yêu cũ của mình chia tay. Lý do thì khi mà mình kể ra ấy, thì mình nghĩ là các bạn miền Bắc sẽ hiểu được câu chuyện này hơn là các bạn miền Trung và miền Nam. Bố mẹ anh ấy có nói là mình với anh ấy không hợp mệnh. Hình như là mình là mệnh lửa, anh ấy là mệnh kim thì phải. Và người ta còn nhắn tin nói là số mình sát chồng, ý là mệnh mình dập mệnh anh ấy. Thì thực ra đầu tiên mình cũng không phải là người quá là tin vào mấy cái điều như thế. Nhưng mà mình cũng buồn chứ. Khi mà nghe người ta nói thế mình cũng buồn chứ. Và họ còn nói là nhìn mình kiểu hơi sắc sảo một tí ấy, thì sợ là sau này sẽ về đè, chính xác là đè đầu cưỡi cổ con nhà người ta. Mà anh ấy là con út ấy, gia đình rất là thương ấy. Thế là wow, bọn mình cũng là quyết định chia tay nhẹ lần một. Nhưng mà sau đó vì quá yêu nhau cứ quay đi quay lại. Nhưng mà thực ra là gia đình anh ấy ép khá là nhiều ấy, cũng tạo sức ép khá là nhiều. Mình nhớ là cái hôm chị anh ấy nhắn tin, nó một cái dòng tin nhắn dài như đoạn sớ này này, mình khóc như mưa. Mình nhớ là hôm đấy mình đến nhà bạn mình nhậu, mà lúc về á, mình đội mũ bảo hiểm đi xe máy ấy, mình khóc không nhìn thấy đường luôn ấy. May mà hôm đấy cũng không xảy ra tai nạn luôn á. Thì ok, bọn mình là quyết định là chia tay. Chia tay khá là đau khổ. Thì mình mới quyết định là ok, thế thì tại sao mình không quay trở lại con đường du học? Tại vì là mình là một đứa
Nói đúng đúng ra ấy, là trí tại bốn phương. Mình muốn là đi đây đi đó, trải nghiệm cuộc sống. Mình không muốn kiểu trở thành một người mà kiểu đi lòng vòng trong đất nước xong rồi chưa được trải nghiệm gì ấy. Mình muốn ra một môi trường hoàn toàn mới để biết là mình là ai, mình ở đâu, mình có thể học thêm những cái gì. Thì cái đất, nếu mà bạn nào mà hỏi mình ấy là tại sao mình chọn Canada ấy, thì nói thật là không có lý do. Câu chuyện là như này, khi mà mình quyết định đi du học thì mình có search Google ấy, là các trung tâm du học. Thì mình chọn cái trung tâm mà có cái giao diện với mình là đẹp nhất. Lúc đấy mình nhớ là Lucy thì phải. Mình thấy là cái trang chủ của họ giao diện rất là đẹp, rất là clear, rõ ràng. Thế là mình mới gọi điện cho họ và họ book lịch cho mình để đến đấy tư vấn rồi nọ kia ấy. Thì mình còn nhớ lúc đấy là có một chị nói với mình như thế này: em ạ, bây giờ Canada rất là dễ đi. Tại vì hồi mình đi là có chương trình CES, là chương trình em chỉ cần là điểm như này, IELTS 5.5, không cần chứng minh tài chính là em có thể đi được, khá là dễ. Thế mình thực ra lúc đấy mình bảo ôi, mình chỉ muốn đi thôi, đi càng nhanh càng tốt. Nói chung là nói thẳng là biến ra khỏi Việt Nam càng nhanh càng tốt ấy. Tại lúc đấy mình ghét cái tư tưởng mà bố mẹ vẫn còn kiểu kiểm soát cái tình yêu và hôn nhân của con cái ấy. Thực ra lúc đấy mình cũng hơi trẻ trâu nữa. Thế mình giận quá, mình là mình đi luôn, là mình quyết định đi luôn trong vòng một tháng luôn á. Mình không có kiểu đắn đo là ok là Anh, là Úc, là Mỹ, là Canada, là nước nào tốt đâu. Lúc đấy mình không biết, mình chỉ nghe thấy là ok Canada dễ đi lắm em ạ. Thế xong mình vút cái đi luôn. Đó, đấy là lý do tại sao mình lại sang Canada. Lý do nghe kiểu củ chuối không, nhưng mà đấy là lý do của mình. Cũng chả có kiểu quá cao sang là đặt ôi từ hồi cấp 3 là em phải mơ ước là sang Canada để lập nghiệp, phải có định cư. No, mình không phải thế. Nói chung là nói thẳng là mình bị gia đình, người yêu cũ không thích và thôi, thế là mình đi thôi. Bye bye Việt Nam và mình đi thôi. Nhưng mà buồn cười cái là như này, cái con đường đi học du học của mình nó không hề dễ dàng. Thế là lúc mà mình làm hồ sơ chuẩn bị sang Canada ấy, thì thực chất là mình có cố gắng là trau dồi tiếng Anh. Tại vì là thực ra tiếng Anh của mình không tốt, học ngoại thương nhưng mà nó thiên về ngữ pháp nhiều quá ấy, mình không có cơ hội giao tiếp nhiều. Thì mình mới đến bar và club ở Hà Nội, ở chỗ Hàng Buồm ấy, Mã Mây ấy, để nói chuyện với người nước ngoài. Thì lúc mà mình đi chơi nhiều ấy, thì mình lại có một cặp một anh da trắng là dạy tiếng Anh ở đó, và mình đã yêu anh ấy. Đấy là mối tình đầu tiên với người nước ngoài luôn á. Là tại vì là mình, thực ra thì lúc đấy mình phải nói như này này, mình phải thừa nhận là mình rất là trọng người nước ngoài hơn cả người Việt. Tức là mình nghĩ ôi, có người yêu người Tây, ôi kiểu ra đường mình kiểu vênh mặt với xã hội. Tức là thực ra cái suy nghĩ lúc đấy của mình rất là ngắn, rất là kiểu stupid luôn ấy. Mình nghĩ là ôi, người yêu da trắng đẹp trai thế, kiểu mình ra đường mình tự hào á. Nhưng mà thực nghĩ lại bây giờ đúng là kiểu không hiểu sao có suy nghĩ đấy luôn ấy. Mình yêu anh đấy cũng 6 tháng trước khi đi. Nói chung là có cực kỳ nhiều kỷ niệm luôn. Mình học được một thứ ở người nước ngoài ấy, họ cực kỳ thẳng thắn và rõ ràng. Không phải về chuyện tiền nong nha, chuyện tiền nong chỉ là một phần thôi. Nhưng mà ví dụ nha, bạn có lỗi đúng không, thì bạn phải là người nhận lỗi, họ sẽ không bao giờ nhận lỗi. Mình nhớ là hồi đấy không nhớ cãi nhau cái gì ấy, nhưng mà anh đấy, khi mà mình kiểu mình buồn, mình giận ấy, anh ấy để cho mình giận. Và anh đấy sau một đêm thì anh ấy sẽ bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, nói nhẹ nhàng với mình là anh nghĩ là cái này là em sai chỗ này, cái này em sai chỗ này. Ô, còn nếu anh ấy sai đương nhiên anh phải nhận rồi. Lần cãi nhau dài nhất anh ấy viết một bức email 5 trang A4. Mình vẫn còn giữ email đấy luôn.
là cách họ thể hiện với mình rất là sòng phẳng, rất là thẳng thắn. Mình nghĩ cái đấy rất là hay, tại vì là nó dạy mình một cái là ok, không phải là con gái là nhất, không phải là kiểu con gái là được này được kia. Tại vì ngày xưa mình yêu mấy anh Việt Nam ấy, thì đúng là mình có tính là đè đầu cưỡi cổ một xíu. Mình nghĩ lại thời trẻ trâu của mình thì đúng là như thế thật. Thì cái người yêu da trắng này của mình ấy, thì anh ấy kiểu dạy mình tiếng Anh này, dạy mình cách giao tiếp, dạy mình cách ứng xử. Và mình nhớ là cái lúc mà mình làm hồ sơ đi du học ấy, thì anh ấy còn viết một cái bức email rất là dài và nói cho mình là cần phải chuẩn bị cái này, cái này, cái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tao nghĩ là sang bên đấy thì mày cần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tao đã research về Canada thì tao nghĩ mày sẽ bị những cái tình huống như này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cực kỳ chi tiết. Mình rất là cảm động luôn đấy. Thì câu chuyện sang Canada nó chưa dừng lại ở đấy. Mình kể đến đoạn này thì có lẽ là mình không biết là khi mà bố mẹ mình nghe chuyện này có buồn không ấy, gia đình mình nghe chuyện này có buồn không, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình kể và mình xin lỗi bố, mình xin lỗi bố mẹ mình trước. Mình đã không nghĩ là cái thời tuổi trẻ của mình nó bồng bột như thế. Thì khi mà yêu cái anh da trắng này ấy, thì mình có cái visa đi Canada. Nó khá là vội, mình nhớ là đầu tháng 8 mình có visa, thì đáng lẽ là tháng 9 là các bạn biết là phải nhập học rồi đúng không? Thì đầu tháng 8 mình mới nhận được visa. Và không may là cái anh đấy đang ở bên Thái Lan, tức là visa anh đấy phải bắt buộc phải rời khỏi Việt Nam ấy. Thì anh ấy chọn Thái Lan là đất nước sống tiếp theo của anh ấy. Thì lúc đấy mình chắc là mình bị mu muội hay sao ấy, mình ngay chiều hôm đấy mình đặt vé máy bay sang thẳng Thái Lan luôn. Mà mình lúc đấy nói thật ấy, là mình đang đến ngày. Và hôm đấy lên máy bay Thái Lan ấy, nó cực kỳ nhiều vấn đề luôn. Là một chuyến bay bão táp luôn ấy. Thì thứ nhất là lúc đấy nha, mình vẫn chưa nghe được những cái chất giọng khác nhau khi mà nói tiếng Anh. Ví dụ người Thái nói tiếng Anh một kiểu, người Indo nói tiếng Anh một kiểu, người Malay nói tiếng Anh một kiểu, thì mình chưa có nhiều trải nghiệm. Thì cái chuyến bay đầu tiên ấy mình không có thực sự hiểu họ nói gì, tức là mình đọc được chữ nhưng mà mình không thực sự nghe được họ nói gì. Thì mình nhớ là mình có quá tải hành lý thì phải, tức là họ nói mình là pay thêm, mình nhớ là pay thêm cực kỳ nhiều luôn ấy, 700.000 Việt Nam luôn, là 1.000 bạt hay sao ấy. Thế mà mình không hiểu, thế là mình bị stuck ở sân bay, mình bị sân bay kiểu đứng lại ấy, tại vì là họ giải thích mình không hiểu và mình nói họ không hiểu. Thế là mãi sau ấy, họ viết giấy thì mình mới hiểu là ok, mình phải quá tải hành lý và mình phải trả đến tận 700.000. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là hôm đấy lên máy bay thì mình bị đau bụng. Do mình đến ngày ấy, mình bị ngất trên máy bay luôn và không ai biết cả. Tại vì là thứ nhất là bạn không ăn này, thứ hai là con gái thì bạn biết là đến ngày nó sẽ đau như nào ấy. May mà hôm đấy mình bình an vô sự ấy, chứ không thì mình không biết làm gì luôn ấy. Và thứ ba là mình đến nhầm sân bay, tức là Thái Lan họ có hai sân bay quốc tế. Thì để đến được chỗ anh người yêu cũ của mình ấy, thì mình phải bắt hai chuyến bay và mình phải transit tại một điểm. Thì mình không biết là cái điểm transit đấy là khác nhau, là thuộc hai sân bay khác nhau. Thế mình bay đến sân bay đầu tiên, mình chờ ở đấy. Đến lúc 5 giờ mình bảo ủa sao không có chuyến bay của mình. Thế là mình đến hỏi thì hóa ra nó là một cái sân bay khác ở phía nam. Các bạn không biết là lúc đấy mình hoảng như nào luôn. Đấy là lần đầu tiên mình ra nước ngoài luôn đó. Thế xong cũng may mấy anh ở sân bay rất là tốt bụng luôn, nó rất là đẹp trai và tốt bụng luôn ấy. Phải thực sự là họ rất là tốt bụng. Thế họ mới bắt taxi cho mình, một cái taxi đến một sân bay thứ hai. Và họ nói với mình là mình có thể bay đến cái chuyến bay đấy vào buổi sáng. Nhưng mà mình bảo là ôi buổi sáng thì mình phải chờ lâu quá, chờ 11 tiếng lận. Thế họ mới đưa một cái option khác là ok, mày có thể bay đến đây và mày bắt xe đò ấy.
đến đây chẳng hạn. Thế mình mới ok đồng ý, thế là mình bay lại trong đêm luôn. Và mình nói người yêu cũ của mình là đi xe khách lên cái điểm đấy để đón mình. Thế là mình nhớ là mình và anh đấy gặp nhau là gần 12 giờ đêm ở Starbucks luôn ấy. Lúc đấy là vừa tủi thân nhá. Lúc đấy là vừa tủi thân này, xong vừa nhớ người yêu này, xong vừa sợ này. Đấy là lần đầu tiên mà nó trải nghiệm nhiều cảm xúc như thế. Thì mình gặp anh đấy, mình cảm thấy là ôi, thì ra mình yêu anh này thực sự. Nếu mà không yêu thì đã không làm như thế. Dù đúng là mình có điên thật, mình có bồng bột thật. Xong rồi thế là mình dành với anh đấy khoảng 2 tuần để đi chơi khám phá Thái Lan, tức là bọn mình xuống tận miền Nam Thái Lan lận. Cái câu chuyện đi chơi Thái Lan thì có lẽ là mình sẽ kể sau, tại vì là đất nước Thái Lan là một đất nước mình cực kỳ yêu quý. Thực sự cái câu chuyện đi chơi Thái Lan 2 tuần ấy, mình có cực kỳ nhiều chuyện để nói, nhưng mà có lẽ là mình sẽ kể sau. Nhưng điều mình cảm thấy có lỗi nhất là mình đã giấu bố mẹ. Con xin, qua video này thì con thực sự là xin lỗi bố mẹ. Mình đã nói với bố mẹ là điện thoại của mình bị hỏng nên là mình không có liên lạc được, và mình cần phải chuẩn bị giấy tờ nên mình không có về thăm bố mẹ được. Ok, chắc là đến đây thì cũng có nhiều người chửi mình, nhưng mà chuyện gì đến thì nó cũng đến. Và tuổi trẻ thì mình làm, lúc đấy mình chỉ nghĩ là làm những cái gì đó để mình không hối hận thôi. Nhưng mà bây giờ mình thì mình lại hối hận, tại vì là mình đã không dành khoảng thời gian đó để cho gia đình, cho người thân. Tại vì mình không thể tưởng tượng được là một khi bạn đã sang Canada rồi thì rất, với mình ấy, rất khó tìm thời gian để bay về. Giống như là ví dụ Covid bây giờ chẳng hạn, bạn không biết lúc nào quay về cả. Và ok, một lần nữa xin lỗi bố mẹ nha. Ok, đấy là câu chuyện đi du học Canada của mình. Nói chung là lý do thì nó cũng nhảm nhí. Lý do thì thực sự nó không có gì quan trọng cả. Tại vì là mình đi thôi. Mình không có quá nhiều kiểu chọn lựa phải lăn tăn phân vân cả. Một phát mình đi luôn. Một tháng bay. Không có vấn đề gì cả. Nên là nếu mà bạn nào nói với mình là chị ơi, chị chia sẻ tại sao chị lại đi Canada, là có phải là vì văn hóa, về cuộc sống, về ngôn ngữ nọ kia, thì không. Với mình, Canada là một đất nước giúp cho mình giải phóng con người mình. Mình ở một đất nước tự do về suy nghĩ, tự do về lối sống, tự lập trong tất cả mọi thứ. Canada dạy mình rất là nhiều thứ, và có thể là mình chia sẻ trong một cái video khác. Còn ở Việt Nam mình, với mình đi, mình đúng là mình sinh ra ở Việt Nam thật, nhưng mà có rất nhiều cái tư tưởng, rất nhiều cái lối mòn đạo đức ấy mà mình không biết là mình sẽ phải phù hợp với nó như nào. Đương nhiên mình sẽ không lên án, tại vì là mỗi đất nước họ có một cái lối hành xử khác nhau, một cái ứng xử khác nhau, một cái lề thói, một cái khuôn mẫu đạo đức khác nhau. Nhưng mà mình chỉ bảo là mình không hợp với nơi đó nên là mình quyết định ra đi. Thế thôi. Đấy là video đầu tiên của hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe nha. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. À, đừng quên là like và subscribe cho mình nha. Bye bye.